Bobby chào đây. Gia đình của Bobby chào tất cả mọi người, chào các bạn nha. Nay là kỷ niệm ngày cưới của cô Đài Chú Dũng của bố mẹ Bobby, thì cả nhà Bobby có một chuyến nghỉ dưỡng tại resort Marina Bay ở Vũng Tàu. Trời ơi, cảnh ở đây đẹp dễ chịu quá à. Đang chờ để lấy phòng ha, chưa tới 12 giờ nên là chưa có vô lấy phòng, đang ngồi đợi tí để chúng ta cùng đi dạo vòng quanh đây nha. Đi các. Đến nơi rồi à, banh hết áo ngực ra rồi tắm. Thôi không được tắm nhưng bây giờ anh giận anh buồn thế này. Bây giờ thì nhà bác đi tới đây cũng 52 giờ rồi. Bây giờ mình xuống dưới nhà hàng mình ăn nha, ăn trưa nha. Tôi bụng rồi. Tôi bụng chưa đi? Bị đói à? Không được bơi nên mặt buồn. Marina Bay quá đẹp luôn. Chiều nay cho Bobby mặc bikini xuống tắm nha. Gia đình Bobby chuẩn bị đi bơi đây. Bobby đâu rồi? Bobby đâu rồi? Bây giờ đi bơi lại. Ra đây bơi nhá. Wow. Bobby đi đâu? Tunnel à? Đi đâu? Bobby đi đâu? Đi bơi à? Bơi. Đi bơi. Swim. Bobby đi. Tay đâu? Swim. Yeah. Bây giờ đi nhá. Ba dẫn Bobby đi nhá. Ok, đi ra đây. Wow.
Ok, ở đây biển rất là đẹp đây, chúng ta sẽ ra nhìn thấy nhá. Ok. Đây, hai ba con đi ra biển nhá. Wow. Đẹp quá. Wow, đứng đây. Đi tới biển đẹp không? Đẹp không? Ubi đẹp không? Wow. Ủa, cái gì đó? Đá. Đá. Nước ấy, thơm ba cái. Thơm ạ. Thích không? Chắc cơ. Tí nữa Ubi bơi nhé. Bobby đi hát đây, hát trời đây. Ơi. Trời ơi. Sky. Để hát đi, hát đi. Thuyền to. Watcher. Mấy cái thuyền. Ok. Watcher. Bobby hôm nay tắm có vui không? Bobby tắm vui không? Vui không? Vui nhá. Thế mai, mai tắm được không? Mai tắm tiếp à? Mai tắm được không? Bobby. Mai tắm được không? Bobby. Dạ. Dạ. Có. Rồi, dạ. Có. Okay. Thế tấm vân nhà vàng sao cử chồng nhộng này? Dạ, Bobby đang ở chuồng ấy. Okay. Thôi đi về. Rồi, ta đi về. Đây. Ghé cái cục cúc đi về. Vô thằng Mai đẹp quá. Đi.
đi đâu đây? Bố bi đi đâu đây? Hello. 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 Bây giờ cả nhà bố bi sau khi bố bi quằn quại dưới hồ bơi xong, bây giờ cả nhà bố bi đi ăn tối nha. Để xem hôm nay kỷ niệm ngày cưới ba bố bi đãi mẹ cái gì. Hành trình đi kiếm mặt trời mọc mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt trời, hay là chiết trà hướng đông hướng bên kia. Biển đi biển, biển biển xung quanh mà. Hướng đông. Hướng đông hướng nào? Chưa đẻ mà quên bấm chưa? Đang bấm. Mới có hùng đẻ thôi mà mau quên vậy. Hello, đây anh em ơi, bây giờ từ sáng giờ nhìn tìm mãi là không thấy mặt trời nó mọc lên, thành ra là phải lấy cái la bàn của Bam Bùm để soi xem là mặt trời mọc ở hướng đông là hướng đông hướng nào, mà nãy giờ chả biết là hướng đông hướng nào, nhưng mà trên la bàn ấy là hướng đông là cái hướng đằng sau núi à. Đấy, không biết là vâng vũ chín mưa sao mà không biết là hình như là mặt trời đằng sau chả thấy, nhìn thấy mặt trời đâu cả, dậy từ 5 giờ sáng mà chả thấy đâu. Đi thôi, bây giờ chúng ta thử đi một vòng để tìm, không có là thôi anh phải hy sinh thôi. Bây giờ đi đâu đó? Rồi bây giờ gia đình Bobby đi ăn sáng nha. Bobby ơi, hi. Ngủ chưa, tỉnh ngủ hay sao? Bobby chưa tỉnh ngủ. Ôm đi vô. À, bà ngoại ngồi ôm Bobby à? Ôm bà. Hello. Nó buồn ngủ à? Sao? Rồi, ok, cảm ơn.
elephant. Elephant. Con voi. I'm in a good mood. I'm walking down the street. Don't need to be rude. I am with my bare feet. Tomorrow will be a perfect day. The sky will be blue. Sun is yellow, by the way. It's a lovely morning, I'm feeling blessed. The sun is warming, the birds are making nests. Oh, it's such a lovely morning. Oh, it's such a lovely morning. Hoping to meet the woman of my heart. I think she'll be sweet. If not, we'll come apart. You need to know the game and play the right cards. Your neighbor is not to blame. Give him my best regards. It's a lovely morning,